Thì nhóm em có ba thành viên là em là Lương Hùng Quân, chị Tạ Mai Hanh và chị Nguyễn Ánh Ngọc, thì cùng nhau thực hiện về đề tài này. Thì ngày hôm nay báo cáo thì nhóm em sẽ đi qua về 6 mục. Thứ nhất là về giới thiệu các thông tin chung, số 2 là định nghĩa về các loại bảo hiểm mà tụi em sẽ thực hiện, thứ ba là mục tiêu mà khi mà tụi em thực hiện chương trình này, thứ tư là có công nghệ sử dụng, và thứ năm là em sẽ thực nghiệm và em sẽ so sánh kết quả khi mà em tìm kiếm trên hệ thống và đi vào dữ liệu cung cấp, và đối với ChatGPT. Thứ sáu là em sẽ kết luận về cái chương trình này. Thì đầu tiên thì em sẽ đi vào phần giới thiệu. Thì giới thiệu thì đầu tiên thì đặt ra vấn đề thì thứ nhất là đối với cái việc tình hình lao động hiện tại, thì cũng như là các quy định về cái bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội thì cũng gặp có nhiều khó khăn trong việc khi mà người người lao động họ tra cứu cập nhật những các thông tin chính xác, rồi sự phức tạp của các quy định trong pháp luật. Ngoài ra thì tính đồng nhất và nhất quán trong thực thi pháp luật, thì khi mà tra cứu thì cũng sẽ có những cái trang web thì nó sẽ trình bày một số cái thông tin về luật khác nhau, cho nên là nó sẽ không có đồng nhất và nhất quán với nhau. Rồi tiếp theo là thiếu công cụ tra cứu và hướng dẫn, thì khi mà người lao động họ muốn tra cứu một cái thông tin nào đó thì họ lên trên Google Chrome, họ tìm kiếm nó sẽ ra rất là nhiều vấn đề, cho nên là họ cũng không biết là một cái thông tin như thế nào mới gọi là tra cứu chính xác như thế nào. Rồi sự cần thiết của hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp thì nó sẽ có thể có một số nguồn thông tin thì ngoài các thư viện pháp luật hay là luật hay là trang web Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp, thì sẽ có những cái trang web khác, cho nên là không có đảm bảo được cái thông tin chính xác, cho nên là cũng phải cần đến sự hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp từ cái trang đó để có được cái thông tin về bảo hiểm và chính xác. Tiếp theo là xin định nghĩa về các loại bảo hiểm. Thì khi mà hiện về định nghĩa về cái loại bảo hiểm thì sẽ có ba loại bảo hiểm mà khi mà người lao động họ tham gia vào môi trường việc làm. Thứ nhất là bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp thì đây là một chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người lao động khi họ mất việc làm, và bảo hiểm thất nghiệp này sẽ được lẫn trong cái khoản tiền nếu như mà đối với người lao động khi mà họ đóng đủ 12 tháng trở lên. Bảo hiểm y tế thì đây là loại bảo hiểm mà bảo vệ sức khỏe cho người lao động và gia đình họ. Đối với những người lao động thì họ cũng có được cái thông tin cung cấp về thời gian đóng bảo hiểm y tế dựa vào cái người sử dụng lao động đóng cho họ. Còn đối với bảo hiểm xã hội thì bao gồm các chế độ như là hưu trí, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thì bảo hiểm xã hội thì sau khi mà đóng một khoảng thời gian nhất định thì người lao động có thể rút cái phần bảo hiểm xã hội này ra. Thì tiếp theo đối với phần mục tiêu thực hiện chương trình, thì mục tiêu thực hiện chương trình của nhóm em thì có 4 mục tiêu này. Thì sẽ thì trong cái chương trình này thì em sẽ giải quyết được 4 mục tiêu này. Thứ nhất là hiểu rõ về các loại bảo hiểm, thì cũng như là khi trong quá trình tìm hiểu và thực hiện thì cũng cũng hiểu thêm về các quy định về chính sách về chế độ của các loại bảo hiểm cập nhật với nhau. Và khi mà đối với người sử dụng lao động thì người lao động thì họ cũng có thể nắm được thông tin qua các thông tin cần thiết khi tra cứu. Thực hiện chương trình thì có khả năng dễ dàng đáp ứng cho người dùng. Thì ở đây thì người dùng thì sẽ họ sẽ thực hiện việc tra cứu các thông tin về các loại bảo hiểm, về cái khái niệm về nó, về quy định về chính sách và về cách tham gia bảo hiểm như thế nào. Tiếp theo là về giao diện thân thiện. Thì đối với một đứng từ phía một người dùng mà khi mà thực hiện thì cái giao diện thực hiện về cái phần trình tra cứu thì khả năng là thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng để họ có thể là tìm kiếm và À, tra quên cứu. tôi ngắt tí ha. Mỗi nhóm có 10 phút trình bày, nãy giờ Quân trình bày được 5 phút rồi đó. Cho nên
tranh thủ rồi. Tiếp theo là phải hỏi về thông tin nhanh chóng và chính xác, thì sẽ cung cấp cái thông tin chính nhanh chóng trong khoảng vài mili giây hoặc là dưới 1 giây để cho dùng có thể tối ưu cái việc truy vấn. Công nghệ sử dụng thì em sử dụng là Python và Rainbow Flash, thì nó có khả năng nhẹ, linh hoạt. Rồi đối với việc làm nhóm thì cũng sẽ có cấu trúc dễ dàng hơn, mọi người có thể hiện teamwork với nhau và nâng cao cái khả năng mở rộng hơn để phát triển. Rồi tiếp theo đối với phần nghiệm và cách so sánh kết quả, thì em ở đây em có trình chuẩn bị một số sẵn một số cái câu hỏi và em đã thực nghiệm sẵn ở trên hệ thống so với ChatGPT. Thì dựa vào cái số câu hỏi mà em cung cấp thì dựa vào hệ thống của em thì cái câu hỏi này nó sẽ thực hiện cung cấp về thông tin về tổng quan là tỷ lệ tin cậy của nó là tầm đâu đó là 60%, dao động từ 60%. Đối với ChatGPT thì nó sẽ cung cấp một cách là chi tiết hơn thì khoảng là 90%. Đối với cái câu hỏi tiếp theo thì cái độ dao động của nó thì cũng sẽ thực hiện thì cũng sẽ đâu đó tầm khoảng 50 đến 60%, và nó cung cấp một cái thông tin tổng quan. Nhưng mà tùy thuộc vào một số câu hỏi thì hệ thống sẽ ví dụ như đối với những trường hợp mà hệ thống không tìm ra được, hệ thống sẽ tra cứu ở trên kia và lấy được cái thông tin cần thiết để phản hồi lại cho người dùng. Thì phải thấy là độ tin cậy nó sẽ dao động từ 5 đến 60% khi mà em thực hiện các cái câu hỏi. Thì sau đây em xin demo một số câu hỏi ở trên hệ thống của em. Thì ở đây đây là cái giao diện mà hệ thống mà em hiện thì nó sẽ có việc tra cứu, thì mình có thể click vào các tra cứu thông tin tra cứu ở đây. Ở đây sẽ có thông tin về nhóm của em và tra cứu tiếng. Thì ở đây ví dụ như có thể search một số cái bảo hiểm xã hội là việc gì, thì hệ thống cũng sẽ phản hồi ra là tức là dựa vào thông tin cung cấp, thì ngoài đây sẽ tìm kiếm trên các thông tin ở trên mạng để nó đáp ứng cái việc mà phản hồi cái câu hỏi dành cho cái người dùng khi mà họ nhập vào. Đây thì đó, ví dụ như là đối với một số cái phần này thì bảo hiểm xã hội này thì sẽ không có em cung cấp, thì nó sẽ tìm kiếm một số thông tin tổng quan và nó cũng sẽ bị hạn chế về cái dữ liệu quá nhiều, khiến cho cái việc mà tìm hiểu về cái bảo hiểm này nó sẽ khiến cho người dùng nó sẽ hơi bị hoang mang một xíu. Ví dụ như là một số câu hỏi mà dựa vào cung cấp thì nó sẽ tỷ lệ phản hồi nhanh hơn về cái đóng góp nhà nước, nhưng mà tuy đó thì nó chỉ là một cái phần thông tin chung mà khi mà em thực hiện. Thì khi mà tiếp theo đó thì em sẽ đến với phần kết luận của nhóm em. Thì sau khi thực hiện chương trình và so sánh với ChatGPT thì tỷ lệ chính xác thì hệ thống của em cung cấp một cái thông tin tổng quan thì mức độ dao động sẽ từ 50 đến 60%, còn với ChatGPT thì tỷ lệ cung cấp chi tiết lên đến 80 đến 90% thông tin chính xác. Rồi phản hồi thì do là hệ thống em đang cần cải thiện và nâng cấp lên, cho nên là cái hệ thống phản hồi nó sẽ chậm hơn so với ChatGPT một xíu. Việc tổng kết thì việc thực hiện hệ thống thì nó đem lại các thông tin cái việc tra cứu cũng như là hiểu thêm và cái phần các cái phần về luật bảo hiểm xã hội, về hướng phát triển thì trong tương lai thì nhóm em vẫn sẽ thực hiện cải tiến hệ thống này để cho nó cung cấp nâng cái cao cái tỷ lệ cung cấp thông tin chính xác hơn và lấy được thông tin gọn gàng nhất và phản hồi nhanh nhất, có thể là đâu đó tầm khoảng 70 đến 80% hơn so với hiện tại bây giờ.
Thì đó là phần trình bày của nhóm em về chương trình tra cứu luật bảo hiểm xã hội. Xin hết. À, Dạ đúng ạ. hả? Đó, mọi người mắc cười quá. Cuối cùng em trình bày không tôi chả hiểu làm gì đâu. Dạ thì thì thế là nó sẽ quan trọng trong cái phần nhất là về phần định nghĩa và vào cái phần thực hiện demo ở trang web cái trang web này sẽ thực hiện demo ở trên đây hiểu về các bảo Không, hiểm. vấn đề nó cũng phải là vấn đề quan trọng là em thu thập dữ liệu làm sao, thu thập tri thức làm sao, tổ chức dữ liệu, tổ chức tri thức sao, bài toán là gì, em thiết kế cái gì, em giải quyết bài toán gì, đó mới là vấn đề á. Chứ tự nhiên em show lên, em lấy một cái, em có một cái chương trình nào đó em show lên, em nói ở chương trình này em làm rồi, tôi có biết cái chương trình này em thiết kế như thế nào đâu, Dạ thì đối với rồi khoan từ từ, khoan đừng, 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 tôi chưa hỏi đừng có trả lời, thì mà tôi hỏi rồi trả lời. À, cái thứ nhất là nói chung là tôi không có biết được cái thằng này thiết kế bằng cái gì hết, nó dùng cái phương pháp nào, mô hình dữ liệu tổ chức ra sao, bài toán là gì, vấn đề là gì, thiết kế ra sao, vân vân, không có, không thấy cái vấn đề đó, cho nên cuối cùng là tôi không biết cái chương trình này thiết kế như thế nào hết. Rồi cái là cái thứ nhất ha, đó là cái nội dung quan trọng nhất về thiết kế chương trình. Rồi cái nội dung thứ hai là tôi yêu cầu em phải so sánh với ChatGPT gì đó, em ra em so sánh 60% 90% con số đó đâu ra, em so sánh dựa trên cái gì, tiêu chí gì. À, tự nhiên đâu có 60 sau rồi 90 em thích định bỏ vô số nào em bỏ vô à? À đó là hai cái vấn đề. Rồi bây giờ cái câu hỏi thứ nhất tôi hỏi ra, thứ nhất là cái dữ liệu này em lấy ở đâu, em thiết kế ở đâu, em show tôi có dữ liệu coi coi, show cái dữ liệu, cái phương pháp em thiết kế rồi có cấu trúc kiến trúc gì không. Dạ thì dữ liệu này thì em thứ nhất là một phần dựa vào cái phần search ở trên Google, cái phần bảo hiểm và dựa vào dữ liệu mà Tôi không quan tâm là em sạch hay gì hết á, tôi không quan tâm gì hết, tôi chỉ quan tâm là em thu thập rồi em tổ chức làm sao, cơ sở dữ liệu như sao, có không? em thì thực hiện nó trên trong cái phần lưu trữ thì ở đây thì em cung cấp các câu hỏi và cái đáp án dựa vào bên trong cái file này thì em sẽ tổng hợp trong đây. Như vậy là của em là chỉ có câu hỏi và đáp án thôi, em hỏi đúng câu hỏi thì nó mới ra, nào không hỏi đúng câu này hỏi câu khác ra khác lại. Dạ, tại vì ngoài ra thì ngoài những câu hỏi này thì ví dụ như có những cái câu hỏi khác thì nó sẽ ví dụ như những câu hỏi là không nó không nằm trên đây thì nó sẽ thực hiện truy vấn những cái phần khác ở trên Rồi, ví dụ như là có câu hỏi là có những loại bảo hiểm nào trong hệ thống xã hội đúng không? Ừ, thì tôi muốn hỏi là bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội là gì? Viết luôn nguyên câu bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội là gì? Đúng rồi, Dạ không nó thì ngoài cái tỷ lệ phản hồi nó hơi chậm giờ này thì nó sẽ ra được cái phần này bao nhiêu. nội dung này lấy đâu vậy? Dạ thì em thực hiện lấy ở trên Chrome thì hiện tra cứu và cái tìm theo dựa theo cái thuộc cái lĩnh vực bảo hiểm về bảo hiểm thì em sẽ vào Thiết đó kế và chương trình này sao? Em thiết kế chương trình này sao? dạ thì đầu tiên thì em sẽ cho nó đọc tới với cái dạng dữ liệu mà em cung cấp ở trong file thì nó sẽ tuy nhiên là nó sẽ không có theo cái dạng mà câu hỏi là đúng hết 100% là em sẽ nhập đúng 100% ở trong file thì em sẽ thực hiện cái việc so sánh là cái câu hỏi mà em nhập vào và với câu hỏi kia nếu như mà nó tỷ lệ nó chính xác từ So 70% sánh đến bằng cách
Dạ Tự sao nhiên vậy? thấy hai hai cái câu đưa vô mà đâu phải so sánh là một nhóm hai, hai nhóm ba được, em so sánh bằng cách nào? Không thì em so sánh dựa vào cái phần ý là tỷ lệ cái câu hỏi em đặt ra ở đây nè với cái câu hỏi mà em cung cấp ở trong đây nè thì nó sẽ so sánh với nhau nếu như nó Ý mát tôi hỏi là em so sánh như thế nào á, em matching bằng cái gì á? mát trên theo ký tự. Matching theo ký tự tại Dạ đúng sao? Bao nhiêu và nếu chữ, như mà bao nhiêu chữ hả? nó đúng từ 70% trở lên thì em sẽ lấy cái câu hỏi này em respond ra, còn nếu như không thì em sẽ cho nó tìm cái phần câu hỏi này ở trên Chrome dựa theo cái link nó đúng nhất thì em sẽ Trong Rome là sao? Tôi không hiểu. ở đây thì em sẽ có một cái ở đây thì sẽ có cái đây sẽ tra cứu thì nó sẽ có cái không tìm thấy mà nó sẽ tìm kiếm trên mạng thì nó sẽ dựa vào cái hàng này nó sẽ tìm nó query cái câu hỏi dịch cái result mà nó gần với cái câu hỏi em lấy nhất sau đó nó sẽ trích xuất các cái nội dung cái content ra nó sẽ ghép ra cái Em so response cho sánh mình. đâu, em cái chỗ nào em so sánh đâu, đưa tôi cái hàm nào so sánh hay chỗ nào so sánh đưa tôi coi. Dạ đây Đó, cái similarity em tính bằng kiểu nào? dạ này Cái hàm cái similarity á. những sequence match Mát là gì? so sánh giữa cái câu hỏi nhập vào và cái câu hỏi có sẵn ở trong cái file này Lỡ câu đó nó không có giống giống câu nào hết rồi nha. nếu như là nó không giống thì nó sẽ thực hiện nó tra cứu ở trên Chrome để nó lấy ra cái kết Trên quả Rome là sao? tức là nó sẽ Rome là gì á? Ý tôi hỏi vậy. nó sẽ tra cứu ở trên này nè nó sẽ tìm kiếm trên này để nó lấy ra cái kết quả Nói chung lên em Google, em sạch rồi em bóc từ Google bỏ vô. Đúng ý không? là dạ đúng rồi Ừ. Vậy sao nghe tự động làm vậy luôn rồi. dạ, Cho đúng rồi nhanh. mà nó sẽ dựa vào cái phần tức là nó sẽ dựa vào cái phần cái mà em dạng em cung cấp cái phần đáp án một câu hỏi cho nó thì chỉ những cái trường hợp nào nó không có ra thì nó sẽ search nhưng mà nó sẽ ví dụ như là có một số cái câu hỏi nó sẽ tối ưu hóa được cái thời gian ví dụ như có những câu hỏi cung cấp được thì cái thời gian phản hồi của nó sẽ nhanh hơn việc cái việc search thì nó sẽ dẫn đến cái việc nó sẽ chậm hơn so với một số vấn đề thì nó sẽ trích xuất một số cái phần tử ra Em làm á, mà em không có trình bày được cái của em làm, tức là tức là thí dụ như em nói à bây giờ em sẽ có một bộ các cái câu hỏi, một bộ câu trả lời gì đấy đúng không, câu hỏi chủ yếu là câu hỏi thôi, còn đáp án đi theo rồi em đâu xử lý đáp án đâu, em có một bộ câu hỏi rồi sau đó em đưa một cái câu truy vấn vào thì cái câu truy vấn đó nó sẽ so khớp với từng cái câu đó của em, ví dụ em có 100 câu đây em đưa câu đó vào nó so khớp với từng 100 câu đó, nó khớp với câu nào nhất thì em lấy nó ra, trong trường hợp là nó không khớp với câu nào thì em mới đưa vô Google em sạch, em bóc cái dữ liệu trên Google ra đúng không, cái quy đúng trình mà vậy đúng không, đúng không, tôi nói đúng không? này Em hiểu ý tôi nói không? dạ hiểu thầy Ừ, mà tôi nói vậy đúng không, đúng với chương trình em đang làm gì không? dạ đúng Ừ. Đấy thì đương nhiên em phải trình bày lại như vậy thì khi đó là à, em phải xác định được là cái thứ nhất là cái mình tổ chức cái câu hỏi cơ sở dữ liệu như thế nào và khi đó trên đó mình có cái bài toán gì, ví dụ như cái bài toán thứ nhất là bài toán của em là bài toán mình matching câu hỏi thì cái bài toán matching đó là bài toán matching như thế nào, em mới phát biểu bài toán nó ra rồi em mới đưa ra cái giải pháp à để matching thì mình dùng cái gì gì đó thì nó để sử dụng cái đó thì nó có cái hàm gì đó mình xài rồi phải hiểu cái hàm đó nó xài như thế nào, rồi cái bài toán thứ hai là à, trong trường hợp mà nó không matching thì mình sẽ giải quyết nó như thế nào, đó là bài toán thứ hai, mình phải xác định rõ được cái gì cái bài toán của mình chứ,
À, mình vô mình nói anh mình học cao học mà, chứ vậy mình đâu có học đại học đâu. Cái tôi muốn nghe là tôi muốn nghe là các bạn đang xác định cái vấn đề nghiên cứu hoặc là cái bài toán các bạn đang làm là gì. Còn cái chương trình mình làm thì nó chỉ là của mấy đứa sinh viên nó làm thôi. Cái đứa sinh viên thì nó mới làm vô anh làm bất chấp mọi thứ để mà nó ra. Còn mình thì mình ở trình độ cao học là mình phải cao hơn của nó, là mình phải hiểu được là tại sao mình làm như vậy, tại sao mình làm như kia, mình làm như này nó có ý nghĩa gì, trong cái lý thuyết thì nó là cái bước nào trong cái lý thuyết. Thì cái bước này của em tức là nó phải phân ra thành, ví dụ như trong lý thuyết về thiết kế cơ sở dữ thức đó, thì nó sẽ phân ra thành thành hai cái phần là thiết kế cơ sở dữ thức và thiết kế động cơ suy diễn. Thì cái phần thứ nhất là tôi hỏi nãy tôi hỏi là dữ liệu hay gì đó, là tôi đang muốn hỏi là em đang thiết kế cơ sở dữ thức ra sao, em thu thập ở đâu như thế nào, em tổ chức ra sao. Thì thực ra là em mà thu thập còn câu hỏi vô vậy đó, thì nó không có trúng nha. À, nó không có trúng đâu, nó không trúng cái ý của mình, nên là em làm vậy là chỉ làm chạy cho vui vậy thôi. Và cái thứ hai á là phải xác định được cái bài toán nghiên cứu của mình. Cái bài toán nghiên cứu của mình là như thế nào, ở đâu, nó có những bài toán một, bài toán hai như thế nào. Thì để mình trình bày thì tôi nghe, tôi muốn nghe những cái đó. Còn cái chuyện mà kỹ thuật ở đây thì tôi không quan 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 trọng đó đâu. Rồi giờ giờ cái câu hỏi nữa là hồi nãy em nói em so sánh 60-90% vậy đó, là em so sánh bằng cái gì, không có Dạ tiêu thì chí gì mà so sánh. dựa vào cái nội dung mà nó cung cấp, tức là khi mà ví dụ như là cái nội dung mà nó cung cấp hai cái nó sẽ em sẽ so sánh lại với nhau thì cái tỷ lệ ký tự nó mắc với nhau bao nhiêu phần trăm. Tôi cái đó là càng sai nữa, cái đó là càng sai nữa. Người ta so sánh có bao giờ ai so sánh kiểu vậy đâu. Người ta so sánh là ta so, thí dụ đối với cái loại này ta phải so sánh là về ý nghĩa. Thí dụ như ta hỏi về cái ý nghĩa, thí dụ như tôi hỏi bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội là gì, ý là tôi muốn hỏi là bảo hiểm y tế là gì, bảo hiểm xã hội là gì, em sẽ trả lời một đống thứ ra luôn, có nghĩa là sai hết rồi, đâu đúng đâu. Do đó là cái câu trả lời này là sai rồi, không có trúng. Viết quá trình viết luôn mà đâu đâu có trúng được cái cuối cùng, không biết mình đang muốn cái gì hết, mình đang đọc vô đúng được cái ý của mình. Nên là khi mà em muốn so sánh là em phải có cái tiêu chí để em so sánh. So sánh đó, chứ không phải tự nhiên so sánh là đúng bao nhiêu từ, đúng cái gì. Cái câu đáp án của em là đáp án em nói là nó phải đúng về ý chứ nó không phải đúng về từ. Ủa thí dụ như cũng một cái ý đó mà tôi diễn đạt bằng cái câu khác thì tự nhiên nó sẽ trật rồi ấy, sao trúng được. Quân hiểu không? Dạ, hiểu thầy. Cho nên là mình phải có. Thì thông thường là ta đánh giá mấy cái loại này thì nó sẽ đánh giá về so khớp ngữ nghĩa, nó gọi là so khớp ngữ nghĩa. Thì nó có những một số cái kỹ thuật để mà nó đánh giá cái độ chính xác về ngữ nghĩa của mấy này, chứ đánh giá về nó có mấy chỉ số để đánh giá. Tôi phải đọc về mấy cái hàng đó để em biết, để đánh giá này tôi có những cái chỉ số nào để tôi đánh giá, tôi phải tìm hiểu mấy cái đó chứ. Chứ không phải tự nhiên mình vô mình phán câu 60 90 rồi mình phán đó, là phán nó không có được, phán không có căn cứ gì hết trơn, cho nên là vô nghĩa. Cho nên cái phần mà so sánh của em là không có trúng. Rồi rồi vậy hiên. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Nói chung nhóm này là bị chặt chém tùm lum luôn. Đính này là không đạt yêu cầu. Rồi nhóm kế tiếp đi. Nhóm nó lên chỉ điểm nha. Nhóm số 5 lên chỉ điểm á. Là sao Rồi mà nhóm. chào thầy. Rồi đang nhóm máy. Dạ em nhấn Chấm gọi. một đúng không? Rồi ok rồi trình bày đây. Dạ em để em xem, để em xem màn hình.
Dạ, chào thầy và cả lớp. Thì nhóm 1 của em hôm nay sẽ báo cáo cái đề tài hệ thống tạo đề trắc nghiệm. Tụi em tạo cái đề trắc nghiệm ở môn tin học 10. Thì nhóm em gồm có chị Phan Thị Diệu Trinh, thứ hai là em Nguyễn Ngọc Kim Trang, thứ ba là bạn Đặng Sơn Hải. Nội dung của nhóm chúng em hôm nay báo cáo sẽ gồm có 4 phần chính. Đó là phần thứ nhất, đó là giới thiệu sơ lược về cái đề tài của chúng em. Phần thứ hai đó là phần cơ sở tri thức. Phần thứ ba là triển khai hệ thống. Phần thứ tư là tóm tắt. Thì ở phần thứ nhất em mời bạn Đặng Sơn Hải sẽ giới thiệu cái phần đề tài của nhóm. Dạ, xin chào thầy. Em xin giới thiệu về đề tài là của nhóm là hệ thống trắc nghiệm kiến thức khách quan. Về tổng quan thì nhóm đã thấy rằng là ở tại chương trình phổ thông mới thì được ban hành vào tháng 12/2018 chú trọng về đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh, lấy người học làm trung tâm. Thứ hai là hiện nay đa phần các trường đều có các cái thiết bị thông minh, phòng vi tính thì được trang bị máy tính hiện đại để đáp ứng cái việc cho theo hình thức trắc nghiệm của tin học. Thì thứ ba đó là hiện nay kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm đang được phổ biến ở các trường phổ thông, và như là trường em thì môn tin học thì hiện tại đang là kiểm tra trắc nghiệm 100% ở các định đánh giá cuối kỳ hoặc là giữa kỳ. Thì vì vậy nhận thấy tình hình cấp thiết đó nên nhóm em đã chọn cái hệ thống trắc nghiệm kiến thức để thực hiện đồ án cuối kỳ. Về mục tiêu mà nhóm đặt ra, thứ nhất là nhóm sẽ tạo được hệ thống kiểm tra trắc nghiệm khách quan với hình thức lựa chọn một trong bốn đáp án, và hệ thống này sẽ được gói lại thành file SE để có thể cài vào máy của trường hoặc là cài vào điện thoại của học sinh, đảm bảo rằng thì làm sao nó cho thuận tiện nhất cho học sinh để khi mà thực hiện bài kiểm tra. Thứ hai, với ngân hàng đề có sẵn được giáo viên đưa lên một file Excel lên hệ thống, học sinh sẽ kiểm tra và đánh giá theo từng chương học. Nhóm đã làm được hệ thống gồm có 5 chương. Về phạm vi, thứ nhất là gồm có đối tượng là học sinh, thì học sinh là người mà trực tiếp tham gia, trực tiếp được được đánh giá thông qua câu hỏi kiểm tra hình thức trắc nghiệm của đáp án, và giáo viên là người mà tạo ra các bộ đề giúp cho giáo viên là người tạo ra các bộ đề để đánh giá được cái năng lực của học sinh thông qua bốn cấp độ nhận biết theo thang Lâm. Đã xíu nữa em sẽ giới thiệu một tí về thang Lâm. Và trên hết về phạm vi nghiên cứu thì về nội dung thì nội dung toàn bộ của trắc nghiệm sẽ nằm ở trong sách tin học 10 cánh diều. Về nhóm mà sử dụng về kỹ thuật thì nhóm sử dụng lập trình ngôn ngữ Python để tạo ra cái hệ thống này. Thứ hai là về cơ sở tri thức thì tiếp theo là mời chị Diệu Trinh sẽ nói về cái phần này. Em xin cảm ơn. Dạ, em xin chào thầy và các bạn. Em xin tiếp với phần bạn Sơn Khải. Em xin mô tả về cái quy trình tìm ra tri thức. Em xin mô tả về cái quy trình tổng quát của cái chương trình. Thì cái quy trình xây dựng hệ thống nó gồm có 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 đó là thu thập tri thức. Giai đoạn 2 là thiết kế cơ sở tri thức. Giai đoạn 3 là thiết kế bộ suy diễn. Giai đoạn 4 là thiết kế giao diện của chương trình. Thì ở đây em sẽ mô tả cái phần tổng quát của nó. Rồi một lát vô tới cái phần chi tiết về cái chương trình cụ thể thì bạn Trang sẽ mô tả một phần chương trình. Rồi về cái giai đoạn đầu của thu thập tri thức thì em phân tích cái nội dung ở trong cái tài liệu sách giáo khoa tin học 10
Sau đó em sẽ chọn lọc và tổng hợp những cái tri thức bên trong đó, xây dựng câu hỏi trắc nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh, tạo đề đề thi hoặc là cái tạo bài tập bên trong. Thứ hai là em sẽ phân loại ở cái dòng đại giai đoạn một này, em sẽ phân loại tri thức thì em sẽ chia làm ba loại, đó là loại cơ bản. Thì loại cơ bản thì nó dựa vào những cái định nghĩa và thuật ngữ để tạo ra những cái câu hỏi dễ, ví dụ như RAM là gì, hoặc CPU viết tắt là gì, hoặc là những cái lý thuyết cơ bản là những cái câu hỏi liên quan đến nguyên lý cơ bản của máy tính và công nghệ thông tin. Cái tri thức thứ hai là tri thức ứng dụng, là những cái câu hỏi liên quan đến vận dụng thực tiễn bên trong của bài học, hoặc là giải quyết các vấn đề, câu hỏi liên quan đến kỹ năng giải quyết vấn đề cụ thể. Loại tri thức ba là tri thức phức tạp, đó là những cái câu hỏi khó liên quan đến lý thuyết nâng cao, những câu hỏi kiểm tra hiểu biết sâu sắc hơn về khái niệm nâng cao trong tin học, hoặc là phân tích và đánh giá. Thì những cái câu hỏi này liên quan đến công nghệ. Là thu thập mẫu. Giai đoạn ở cái phần thu thập mẫu này thì mình sẽ xác định nội dung chương trình học và phân tích, chọn lọc tài liệu, tổng hợp thông tin và tri thức, thiết kế câu hỏi, lặp lại quá trình đó để cải tiến cái những cái câu hỏi, những cái mẫu mình chọn ra. Ở bước 4 của cái giai đoạn 1 là mình sẽ chuẩn hóa tri thức, là mình sẽ xác định cái phạm vi và cái nội dung của mình, thiết lập tiêu chuẩn câu hỏi, tạo ngân hàng câu hỏi, kiểm tra và hiệu chỉnh, cập nhật và bảo trì và sử dụng cái công nghệ để áp dụng cho cái chương trình của mình. Cuối cùng là mình sẽ ứng dụng tri thức, mình sẽ phát triển ngân hàng câu hỏi, chuẩn hóa các câu hỏi, công nghệ hỗ trợ và phân tích kết quả, cải tiến nội dung giảng dạy, tương tác và phản hồi. Ở cái giai đoạn 2 là mình sẽ thiết kế cơ sở tri thức. Thì ở thiết kế cơ sở tri thức này, đầu tiên là mình phải xác định được mục tiêu và phạm vi, tạo ontology và quan hệ của các tri thức, lưu trữ và quản lý tri thức, tích hợp với LLMS, đánh giá và cập nhật. Thì cụ thể bên trong cái phần thiết kế cơ sở tri thức này, mình thấy là mục tiêu của nó là để hỗ trợ cho giáo viên trong việc tạo cái đề thi và bài tập, cũng như cung cấp nguồn tài nguyên cho học sinh để ôn tập và tự kiểm tra. Rồi cấu trúc dữ liệu thì bên trong đó nó có chia làm từng chủ đề, từng mức độ và theo cái phần đáp án, thì câu hỏi và các lựa chọn của câu hỏi, rồi có những cái phần tương tác như là kéo, ví dụ như có những câu hỏi mình sẽ kéo thả hoặc lựa chọn từ danh sách và nhập câu trả lời. Thì đây là cái phần mà em đi ở dạng tổng quát của cái chương trình mà em thực hiện. Rồi, cái về cái phần công nghệ lưu trữ và truy xuất, thì lúc này mình sẽ lưu trữ dữ liệu bên em, trong em sẽ lưu trữ bằng Excel và viết bằng chương trình Python, lấy dữ liệu bên Excel để mô phỏng chương trình. Rồi phần giao diện người dùng, thì cái phần này cho phép người dùng nhập câu hỏi, lựa chọn câu trả lời và thiết lập các thuộc tính liên quan và phân tích hiệu suất câu hỏi qua thời gian. Rồi đến cái phần cuối cùng, đó là phần bảo mật và quyền truy cập, thì thiết lập các chính sách bảo mật để đảm bảo rằng chỉ những người dùng dùng được phép mới có thể truy cập và chỉnh sửa nội dung trực tiếp. Của cái phần chương trình của em là thiết kế bộ suy diễn, thì ở trong bên trong thiết kế bộ suy diễn ở đây mình sẽ xây dựng cơ sở tri thức, sau đó tích hợp mô hình ngôn ngữ, thiết kế bộ suy diễn, phát triển lực suy diễn, kiểm thử và tối ưu, triển khai và bảo trì thì chi tiết nội dung này, đó đầu tiên là mình sẽ xác định người dùng ở em xin lỗi, ở cái phần thiết kế bộ suy diễn này thì cái cụ thể cái phần xây dựng cơ thức thì mình sẽ tập hợp dữ liệu, có các dữ liệu, chọn mô hình, huấn luyện mô hình. Thì ở phần giao diện này thì em sẽ sử dụng cái phần là Tinter, phát triển luật suy diễn, thì lúc này mình sẽ tạo ra những cái luật câu hỏi và xử lý cái ngôn ngữ để ra cái kết quả. Để kiểm thử thì mình sẽ kiểm thử một số chức năng tối ưu hóa hệ thống, thì trong quá trình thực hiện thì em có tối ưu một số cái chức năng bên trong của nó. Rồi triển khai là đưa lên mô hình và sử dụng thử, sau khi sử dụng thì mình sẽ cập nhật định kỳ, ví dụ như mình phát hiện ra một số lỗi mình sẽ cập nhật lại. Ở cái giai đoạn 4 đó là thiết kế cái phần giao diện của chương trình, thì đầu tiên mình muốn thiết kế được chương trình mình phải xác định được cái người dùng và nhu cầu của người dùng. Thì đối với giáo viên á, cần nhập các tiêu chí để tạo ra trắc nghiệm như là chủ đề hoặc là độ khó hoặc là số lượng câu hỏi. Còn về phía học sinh thì có thể sử dụng hệ thống để luyện tập, cần một cái giao diện để làm bài và nhận phản hồi tức thì, sau khi mà học sinh làm xong thì khi mà nhấn nhấn vào cái phần nộp bài thì nó sẽ phản hồi về mình về điểm số hoặc là số lượng câu hỏi đúng, số lượng câu hỏi sai. Thiết kế cấu trúc giao diện thì trong cái giao diện này thì giống như nãy em đã mô tả, thì nó cũng có trang chủ để tạo đề trắc nghiệm, đó là một cái form đơn giản cho phép giáo viên nhập các tiêu chí cần thực thiết rồi thực hiện và trắc nghiệm xem về sức kết quả.
Sau đó mình sẽ thiết kế chi tiết giao diện tích hợp chức năng động và cái khóa đảm bảo tính truy cập. Sau đây là cái phần cụ thể về cái chương trình. Hồi nãy em chỉ là nói về cái phần mô tả, về cái phần nội dung của nó. Bây giờ về cái phần nội dung chi tiết, cái phần trách nhiệm thì em mời bạn Hải sẽ mô tả trước về cái phần mềm mà chúng em làm. Hải. À dạ em xin chào cái bạn sẽ tiếp tục về cái phần khái quát về trách nhiệm khách quan. Thì thứ nhất trách nhiệm thì có nghĩa là theo như từ gốc của chữ Hán thì trách có nghĩa là đo đo lường, và nghiệm có nghĩa là suy xét chứng Nói vô thực. luôn đi em làm gì nha. Hải hả? Em nói vô luôn làm đi, đừng đừng có đi vòng vòng nữa. Em quá em quá 10 phút rồi đó. Yeah. Như vậy thì mời đi. Okay. Dạ sau khi mà bạn Hải với chị Trinh đã giới thiệu về sơ lược về cái đề tài thì bây giờ chỗ này thì em xin giới thiệu cái phần tích hợp cái mô hình ngôn ngữ lớn là MS của tụi em. Tích hợp ở đây là tích hợp như thế nào, đó là em sẽ cho cái ChatGPT nó hai cái file, đó là cái file PDF của cái sách tin học mùi và sách tin học sách bài tập tin học. Rồi sau đó sẽ cho nó sinh ra các cái file đề, xuất ra cái dạng file Excel. Sau đó giáo viên sẽ là trực tiếp duyệt cái file, duyệt những cái câu hỏi đó và tạo thành cái ngân hàng đề. Sau đó sẽ đưa vào cái hệ thống để mà tạo cái ngân hàng đề. Thì sau đây là phần cái triển khai hệ thống của em. Phần triển khai hệ thống của em thì sẽ gồm có các phần, đó là tạo đề, cái giao diện bài làm, giao diện xem kết quả, và có một cái file để đánh giá cái phần cái lưu lại cái phần kết quả của học sinh để có thể đánh giá. Thì sau đây em xin giới thiệu sơ lược. Đó là giao diện đăng nhập của tụi em. Giao diện đăng nhập đây là phần mềm thi trắc nghiệm của tụi em, thì để gồm có nhập vô thí sinh sẽ nhập vô là họ tên, lớp, rồi sẽ chọn chương bài cụ thể. Sau đó thì ở đây sẽ hiện lên, đó là sẽ hiện lên là họ tên với lại có một cái tính giờ cái phần làm bài. Thì ở đây tụi em trong cái khoảng thời gian thì tụi em cố gắng làm được là một đề gồm có 10 câu và sẽ làm trong vòng 15 phút. Sau đó nộp sau đó sẽ ví dụ như là ở đây sẽ chọn đáp án, ví dụ câu hỏi, sau đó chọn đáp án mà các bạn chọn thì nó sẽ có cái phần giao diện khác với những cái phần còn lại để cho các bạn thấy là cái câu nào mình đã lựa chọn. Rồi sau khi mà các bạn làm xong nộp bài thì sẽ có một cái giao diện, đó là tính điểm và hiển thị kết quả. Ví dụ như đây sẽ hiển thị được là đếm được cái số câu đúng và số câu sai. Thì qua cái em xin demo trực tiếp cái vào cái app mà chúng em đã thực hiện. Rồi, giả dụ như ở đây thì em sẽ nhập vô, cái đây là em random 10 câu hỏi từ cái ngân hàng đề. Ví dụ như em sẽ nhập vào tên của bạn. Rồi, ở đây là nằm ở tin học 10 chẳng hạn. Rồi, ở đây là mình sẽ chọn chương, ví dụ là chương A, rồi tiến hành đăng nhập. Thì ở đây nó sẽ hiện lên. Ở đây nó sẽ hiện lên là cái phần giao diện khi mà khi các bạn thi. Nó là gồm có họ tên, lớp, cái phần tính thời gian làm bài. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu khi mà các bạn thi thì các bạn sẽ chọn cái câu trả lời. Ví dụ như câu số 1, đó là trong xã hội tri Hết thức giờ yếu trình tố bày rồi, nào. em hết giờ trình bày rồi, hết giờ trình bày rồi, Dạ dạ rồi dạ cái phần của em cũng đã hết rồi. rồi các bạn lưu ý nha, các bạn chỉ có 10 phút trình bày thôi đó, cho nên là cứ hết giờ là tôi ngắt rồi. Các bạn chưa trình bày xong thì ráng chịu, tôi nghe đến đâu tôi hỏi đến đó, tôi chấm đến đó. Rồi,
Làm việc với tôi thì nó như vậy. Tôi thường là tôi cho thời gian và làm đúng thời gian đó thôi, chứ quá là tôi nhắc. Như thế này, em trình bày xong đó, thì cái khúc đầu thì tôi hiểu, em thu thập tri thức rồi này nọ đấy. Cái khúc sau thì em nói là em tích hợp với là mời vô ấy, thì tôi không hiểu là em tích hợp vô để làm cái gì. Dạ, em tích hợp vô để tạo cái Em tích hợp dân tạo cái đề hay là sao? xin cái đề thầy bữa bữa hôm tụi em cũng có trình bày trước với thầy hôm bữa xin ý kiến thầy thì thầy nói là từ cái ý tưởng là cái ChatGPT á, cái ChatGPT để mà nó giúp mình tạo ra được cái ngân hàng đề, mà cái nó thì cái ChatGPT á thì nó sinh ra thì những cái câu trả lời thì chưa chưa chắc là đúng, thì cái phần đó thì em là nhóm tụi em sẽ chia nhau và xác định lại coi cái câu đó đúng hay sai và tiến hành đưa vào cái ngân hàng đề của tụi em. Rồi như vậy á, là cái của bạn á, là tôi chỉ như nước là như vậy. Còn cái phần mà làm xong thì em cũng làm xong thì em chỉ đánh giá là làm đúng nhiêu câu, sai nhiêu câu thôi, đúng không? Dạ đúng rồi, hiện tại là tụi em làm được bao nhiêu đó là đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu, Rồi vậy và tụi em có một cái file kết quả, lưu lại cái file kết quả để đánh giá được là bạn nào làm bao nhiêu câu, bạn nào làm đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu. Dạ cái đó em. thì nó chưa, cái đó như vậy. Nếu mà làm vậy thì tôi như vậy tôi sẽ không quan tâm cái phần mà nó ra kết quả, tôi chỉ quan tâm đến cái phần làm đề thôi. Như vậy nếu mà làm đề á thì em cái hệ thống nó sẽ tạo đề như thế nào? Tức là em cho cái thằng đó tạo đề, các bước để mà cho nó tạo đề, em làm sao để mà nó tạo đề? Là dạ là cuốn sách tin học á, cuốn sách tin học nó có năm, nó sẽ có năm chương rồi ví dụ như em sẽ đẩy cái file PDF của cái cuốn cuốn sách giáo khoa với cuốn sách bài tập lên, xong sau đó thì em sẽ cho nó sinh ra cái ngân hàng, cái câu hỏi trắc nghiệm của cái chương A, đó là chương A, chương B, chương D, chương F, chương G chứ không phải là chương 1, 2, 3, 4. Rồi sau sau đó thì em sẽ sinh ra một cái file Excel ngân hàng đề của cái chương đó, xong tụi em sẽ tiến hành là đọc và phân loại lại đúng hoặc sai. Nghĩa là cái câu đó có thích hợp để đưa vào vào cái ngân hàng đề của tụi em hay không. Rồi cái sau đó thì ví dụ như không có cái câu đó không hợp thì tụi em sẽ tiếp tục sinh ra câu khác và kiểm tra lại và đưa vào cái ngân hàng đề. Có cái file hay cái gì đó để cho tôi thấy rằng là em đã làm đúng đúng như vậy, tức là đã làm đúng. Ví dụ như bước đầu đó, nó phân ra nó làm nó xuất ra những cái câu này, sau khi em test lại thì nó xuất ra tiếp những câu như thế này. Em có cái gì để minh chứng những cái em nói không? Dạ dạ thầy dạ em tiến hành share cái phần đó có nghĩa là dạ. Nhà này cái phần cái câu hỏi trắc nghiệm của em thì mới mới đầu thì em sinh ra cũng khá là nhiều cái câu hỏi trắc nghiệm, ví dụ như đây đi cho cái câu hỏi em kèm đáp án rồi rồi bây giờ đây là cái file cái là những cái câu này sau thì tụi em chọn lọc và tụi em sẽ dạ cũng chọn đi chọn lại cũng khá là nhiều cái gửi qua gửi lại nên là để mình hàng ra chưa.
Dạ. Cái file này là file gì? Để File đó xem. nó tạo Dạ ra lần thứ hai đó hay sao? à, Cái file nãy dạ là file sao mới, nhỉ? còn file này là gì? Dạ sao mấy lần chọn, sao mấy lần chọn lọc, tại vì không phải là một mình em chọn không mà mấy bạn chọn nữa, sau đó thì tụi em kết hợp lại và ra được cái file này. Và nó có Là giúp ví dụ mình có sao em dạ nãy dạ nói được dạ dạ ý là cái tụi em sẽ cho chat GPT tạo ra nhiều file câu hỏi này, sau đó thì tụi em sẽ lọc lại dần dần và cuối cùng ra được cái file câu hỏi trắc nghiệm chủ đề A này, thì cái file đúng này rồi. sẽ được trong cái hệ thống mình sẽ lấy từ cái file này lên để tạo câu hỏi, tạo bộ đề trắc nghiệm cho học sinh nè. Ừ, nhưng mà mấy cái câu này nó tạo ra là nó có phù hợp với cái kiến thức mà trong cái chương đó không? Dạ đó là tại vì em đang dẫn người mà có chọn học không ạ? Cái này gọi là chọn học kỳ bằng cơm này, dạ mấy kỳ bằng cơm mà. Tụi em tự ngồi chọn cái này, nghĩa là nó Không, sinh ra đương những cái nhiên, câu rồi. mấy cái Dạ này dạ á là các bạn phải hiểu cái vấn đề của mấy cái hệ thống này, nè là lúc mà nó đưa ra là luôn luôn, tức là đặc biệt là về cái kiến thức để mà mình đi dạy người khác á, và khi mà nó đưa ra những cái kiến thức đó là phải được mình, nó gọi là verify lại, phải được con người verify lại, chứ mình không thể nào mà tự cho nó tạo kiến thức rồi mình lấy kiến thức đó mình đi dạy người khác được, cái đó là không bao giờ có. Sau này á, là thí dụ như các bạn làm cái loại này nè thì các bạn có thể suy nghĩ cái cách mình làm là mới đầu mình cho nó tạo ra một phát một đúng không, rồi sau đó em sẽ lít chọn trên cái hệ thống luôn, em cho em lít chọn trên hệ thống luôn, ví dụ em chọn câu này phù hợp nè, câu này không phù hợp nè, câu này đáp án sai hay gì đó, hiểu không? Rồi cái câu nào mà đã chọn phù hợp á, là em đẩy vào trong cơ sở dữ liệu, thì khi mà làm như vậy á, là cái hệ thống á, nó sẽ tự động, nó sẽ có thêm cái dữ liệu để nó biết được rằng là những cái loại câu nào là phù hợp, những cái loại câu nào là nó chưa phù hợp, để mai mốt là nó sẽ tự động nó cải thiện được cái khả năng của nó. Hiểu 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 Dạ hiểu cái cách à? Đó. dạ hiểu dạ hiểu là nó lên là cái mình chỉ chết thôi, chọn hoặc không chọn để mình lọc ra những câu mà mình thấy hợp lý Đúng rồi rồi, mình có định thể là đưa. mình chọn hay không chọn, mình chỉnh sửa hay gì đó, cái đó là do cái kỹ thuật mình thiết kế thôi. dạ Nhưng mà khi mà dạ mình làm dạ như vậy là cái hệ thống nó cũng sẽ có thêm được cái dữ liệu là những cái câu này phù hợp mới được chọn nè, những cái câu này không phù hợp không được chọn nè, thì để mà nó training nó luôn, nó tự training thêm mấy cái loại hệ thống này là nó có cái kỹ năng đó, mà cái quá trình nó làm thì nó sẽ cố gắng nó personalize, cá nhân hóa đối với cái người dùng mà, đúng không? Nhóm này làm là được ấy, nhóm này làm được, tìm hiểu và cũng biết cách làm à, rồi qua được rồi. Rồi nhóm thứ hai Cảm đây, ơn thầy. em xin cảm ơn thầy. Tụi em sẽ ráng cải thiện cái mô hình này, tại vì từ khi mình làm thì tụi em thấy cái mô hình này cũng hay và có thể áp dụng được trong thực tế giảng dạy của tụi em đó thầy. Dạ, tụi em Đúng cũng đang rồi, cải thiện để có thể áp dụng vô trong cái năm sau để mà đi dạy. Dạ vậy mới dạ muốn mình làm đề khỏe re. dạ đúng rồi Dạ, dạ tụi làm em ra xin cái cảm ơn đề thầy xong cái quăng vô cái thằng gì Việt ạ. Ai gì Việt Dạ em coi gì đó, nó tạo đề cái bật luôn, xong mình khỏi làm gì dạ hết trơn. em thấy cái ý thầy Dạ cũng hay, có thể em cải thiện theo cái ý của thầy. Dạ rồi rồi, cái nhóm 1 được rồi ha, rồi nhóm 2 đi. dạ nhóm 3 em xin báo cáo trước. Nhóm 3 cũng được rồi, nhóm 3 đi. Dạ, xin chào thầy các bạn. Thì nhóm 3 tụi em xin báo cáo đề tài xây dựng hệ thống chi vấn kiến thức sử dụng chatbot. Và nhóm em có gồm bao gồm là ba thành viên, đầu tiên là anh Nguyễn Văn Tuấn, thứ hai là bạn Võ Tuấn Huy, thứ ba là em Nguyễn Thành Long. À khoan, đừng Và dừng nội lại, dung tụi em sẽ báo cáo đầu tiên là đặt vấn đề và tiếp theo là Long nêu mục Long dừng lại tiêu để người nhé.
của đề tài, nội dung nghiên À, dạ. cứu, và Long bốn bài giới Long thiệu về trí tuệ nhân tạo AI, xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Python để của cái mạng tài chatbot này. Long dừng lại xíu nghe tôi nói. Nó mà không nghe tôi nói gì luôn. Hình như là nó không nghe tôi nói gì hết á. Long nghe tôi nói không vậy? Rồi, cái nhóm 5 á, cái nhóm 5 chia điểm đi nha. Nãy giờ tôi kêu chia điểm vẫn chưa thấy nhóm 5 chia điểm nha. Rồi. Ok, Long mở mở micro lên rồi nói lại đi. Tôi tắt micro của em rồi đó. Rồi Long nhìn bài đi Long ơi. Long mở micro lên, đang tắt micro rồi. Thôi để kích bạn đó ra để bạn đó tự vô lại. Tìm hiểu về thư viện chatbot, cách thức hoạt động, quy trình, sơ đồ quy trình, giới thiệu và đánh giá kết quả từ dự án. Thì đầu tiên là trí tuệ nhân tạo. Thì trí tuệ nhân tạo đang hiện diện khắp nơi và là xu hướng mà các hãng lớn như Google, Facebook, Amazon đang hướng tới. Thì trí tuệ nhân tạo là một hệ thống liên quan tới các hành vi học hỏi của máy móc và từ các hành vi của con người để mô phỏng lại, để qua đó chúng ta giúp cái việc mà tự động hóa trả lời cái phản hồi lại mà không cần con người. Và tiếp theo là cái mảng mà NLP, xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một lĩnh vực con trong cái trí tuệ nhân tạo và không máy tính, tập trung vào việc tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ tự nhiên. Mục tiêu của NLP là giúp cho máy tính hiểu, diễn giải, tạo ra cái ngôn ngữ tự nhiên của một cách có ý nghĩa. Thì trong lĩnh vực chatbot, NLP đóng vai trò cho phép chatbot hiểu và phản hồi câu hỏi của con người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Thực tế thì có các thư viện như là DLK, Spacey, Textbowl làm nhiệm vụ là về dễ dàng hơn. Và tiếp theo là em sẽ nói sơ về chatbot, là một hình thức mà gọi là thô sơ của phần mềm trí tuệ nhân tạo, là một chương trình được đào tạo từ máy tính tiến hành cái cuộc trò chuyện thông qua phương pháp nhập vào văn bản âm thanh và sau đó trả lời lại các câu hỏi dựa trên cái dữ liệu đó. Thì cấu tạo của chatbot là gồm 3 phần chính: cơ sở dữ liệu, từng ứng dụng, giao diện và một phần nữa là giao diện đồ họa mà người dùng lập trình. Chatbot thì được phân ra 3 loại dựa trên cái quy tắc và tính tự học của nó. Đầu tiên là rule based chatbot. Thì chatbot này là dựa vào các mà quy tắc. Những chatbot này hoạt động dựa vào những quy tắc mà người lập trình xác định trước. Tiếp theo là self-learning chatbot, gọi là chatbot tự học, được cung cấp bởi machine learning và AI. Thì thường là những chatbot này sẽ học từ những sai lầm và từ các đầu vào của nó mà chatbot nhận được. Càng nhiều dữ liệu được đào tạo thì chatbot sẽ phản hồi tốt hơn. Và cái thứ ba là hybrid chatbot, là gọi là chatbot kết hợp. Thì những chatbot này sẽ kết hợp lại cả hai ưu điểm của hai cái chatbot trên. Và tiếp theo là cách cách hoạt động. Thì chatbot là thì đầu tiên thì chatbot sẽ nhận được cái input phản hồi từ người dùng, là input đầu vào qua các nền tảng, và sau đó mình sẽ sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và kết hợp với
logic box và học máy để đưa ra cái và kết hợp nhiều nguồn để đưa ra những dữ liệu cho người dùng. Một số nền tảng hỗ trợ phát triển cho chatbot là Dialogflow, with AI Lesson, Microsoft Leos, Google Natural Language API, Amazon Lex. Và tiếp theo là chatbot với Python. Thì Python thường được lựa chọn đầu tiên cho việc phát triển chatbot cũng như là xử lý nguồn tự nhiên. Sự linh hoạt của Python cùng với một loạt thư viện mạnh làm cho cái việc mà mình tạo chatbot, sử dụng chatbot nó dễ dàng hơn. Thư viện Chatterbox là một thư viện trong Python giúp sử dụng nhiều thuật toán để cho việc máy học có thể tạo ra cái response là phản hồi khác nhau. Và tiếp theo là em xin nói qua về cái sơ đồ quy trình. Thì đầu tiên là khóa lệnh là get input, mình sẽ được những input đầu vào từ các nguồn như là console API. Tiếp theo là cái khối process input, thì trong đây là các statement mình truyền vào được xử lý bởi các logic adapter. Thì ở đây có hai cái logic adapter 1 và 2. Logic adapter 1 sẽ chọn cái statement đã biết có nghĩa gần giống với input statement, và logic adapter 2 sẽ trả về một response đã biết cho statement được chọn và giá trị confidence dựa trên độ mà gần nghĩa giữa input statement và statement đã biết, và sau đó sẽ trả về response là phản hồi với cái độ tin cậy cao nhất từ cái mà logic adapter để trả ra output. Và tiếp theo là sẽ thực nghiệm, và đây là sau đó đây là màn hình app của màn hình chính của chatbot, và đây chính là giao diện để hỏi chatbot kêu ứng dữ liệu. Đây là giao diện tạo câu hỏi và nhận lại phản hồi từ chatbot, và đây là huấn luyện dữ liệu cho chatbot. Quá trình training khi kết thúc huấn luyện. Và đây là data data có sẵn từ thư viện Chatterbox. Và tóm lại thì những kiến thức cơ bản qua cái đề tài này, thì qua sau khi xây dựng đề tài này thì chúng tôi em đã nắm được những kiến thức cơ bản từ Chatterbox, cách xây dựng Chatterbox từ thư viện Chatterbox, thiết lập được các hội thoại để dạ, em xin phép demo trước ạ. Sau đây em sẽ demo một cái câu hỏi của từ em tạo một cái dữ liệu từ chatbot để cho nó học và show qua dữ liệu của màn hình. Thì đầu tiên thì dữ liệu của em thì lúc mà tạo dữ liệu thì cái ngôn ngữ tiếng Việt của em thì nó chưa có học được, nên em xin phép là sử dụng cái tiếng Anh để thay thế cho cái tiếng Việt đó. Đầu tiên thì em sẽ chi vấn cái nội dung chương 1 của cái môn lập trình cơ bản. Thì cái môn lập trình cơ bản này thì em sẽ lấy cái bộ dữ liệu từ bài thi của trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh thì đang dạy môn lập trình căn bản và lập trình nâng cao của trường. Thì đây là cái thư viện, cái bộ dữ liệu của bài thi. Tiếp theo em sẽ show cái dữ liệu nội dung của chương 2. Liệu của chương 2 vậy. Nếu mà trong chương 2 thì mình sẽ có những cái câu hỏi riêng về cái nội dung của chương đó, giống như là biến là gì và kiểu dữ liệu là gì. Sau đó thì sẽ đây là cái dữ liệu từ cái trong cái dữ liệu mà của tụi em thu thập được từ cái bộ dữ liệu của thầy Thư. Thì đây là những cái cơ sở dữ liệu của từ cái file đó mà em tụi em truy xuất ra được. Thì đây là sẽ gồm toàn bộ những cái dữ liệu của từ chương 1 đến chương 7, là chương 7 là chương kết thúc, là kết thúc bằng chương A.
Thì ở đây thì em sẽ có chương 2 về biến và kiểu dữ liệu. Chương 3 thì sẽ là cấu trúc điều kiện và phần lập for và phần lập while. Còn chương 4 thì sẽ chương 4 sẽ nói về cái phần lập while, do for, do while và for. Còn chương 5 thì sẽ nói về những cái cấu trúc. Chương 6 thì sẽ nói về những cái cấu trúc cú pháp và ví dụ của mảng. Thì số 7, chương 7 thì sẽ nói về những cái syntax và ví dụ của hàm. Thì nếu mà show ra, em sẽ show cái database mà trong quá trình học chat chatbot của tụi em. Thì đây là những cái dữ liệu mà tụi em đã nạp vào lúc database. Ở đây nó sẽ hiện là trên link. Còn phần mà máy học cho chatbot học thì nó sẽ hiện những cái trả lời ở đây. Là mình sẽ nhập vào những cái đúng đúng theo cái câu hỏi mà mình đã soạn sẵn. Còn theo như những cái mà câu hỏi nằm ngoài cái bộ dữ liệu của tụi em thì nó sẽ tự học và nó sẽ khắc phục những cái lỗi đó. Tụi em sẽ demo cái tụi em sẽ nói về cái phần là cái giao diện của cái để làm nên cái Rất giờ là training của con bot của chatbot. Thì ở đây thì tụi em sẽ tạo một à, cái hết query, nó sẽ giờ sử dụng phương diện giao diện của Flask. Thì em sẽ tạo một cái à, hết giờ rồi à, như thế này à, như thế này à, cái nhóm của các bạn á, những cái nhóm đó nó không nghe tôi nói thì sao á? Ủa các bạn nghe tôi nói không? Nhóm đó nó không nghe tôi nói thì sao á? có nghe thầy. Mà sao nhóm đó có nghe tôi nói không? Mà sao nó tôi thấy nó vẫn cứ nói. Để tôi kích nó ra đi. Rồi à, như thế này, cái nhóm nãy á là nó, cái nhóm nãy á là nó, cái khúc đầu á là nó chỉ đáng lẽ là nó phải 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 trình bày vô luôn cái chương trình đó, thì cái tích chắc một cái gì tùm làm tả lại một vừa quá trình mất thời gian luôn. Rồi thế là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là hồi nãy á, cái nhóm nãy là có một số cái ý là nó nói là nó lấy cái chương trình lập trình gì đó của thầy Thư ở bên trường học sư phạm, ok bập bập à, nhưng mà nó học vô toàn tiếng Anh không à, à không hiểu lấy như thế đó là lấy như thế nào à, thì như vậy là cái dữ liệu của nó là phải lấy từ cái đó đâu, dữ liệu nó lấy từ đâu đó đó à, bỏ vô đấy. Đây, cái nhóm đó là tôi không hiểu à, nó làm gì, tức là về về mặt mà dữ liệu á là cái nhóm với tôi không hiểu cái nhóm đó đang lấy như nào, nhưng mà về mặt mà thiết kế chương trình rồi chạy này nọ đó là nhóm nó làm tốt nha, tức là các bạn hiểu vấn đề à, các bạn có thể xây dựng được cái hệ thống thực hiện việc truy vấn à, tuy nhiên là đáng lẽ các bạn phải trình bày rõ được là các cái chức năng chính vô, các cái chức năng cụ thể mà giống như trong 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 yêu cầu của tôi nói á, à, là mình phải vô trình bày rõ được những cái chức năng đó đấy à, các bạn không trình bày được thì hết giờ rồi à, như như cái từ đầu tôi nói là tôi nói nó thiệt là tôi làm à, hết giờ là tôi ngắt rồi, cái gì không trình bày được coi như tôi không nghe coi như là tôi không biết à, đấy. Nên là các bạn phải lưu ý chuyện đó. À, mình vô tập trung nói vào những cái ý chính thôi, cái gì hay nhất à, mình trình bày à, còn những cái râu ria nói nhanh thôi, cái gì mình nói nhiều quá đấy à, đáng lẽ cái nhóm đó là tôi muốn hỏi một số các cái về cái chức năng, tức là ngoài cái chuyện mà tra cứu
hỏi rồi trả lời thì nó có gợi ý cái việc mà tìm kiếm những kiến thức khác hay không, hoặc là nó ví dụ mình hỏi kiến thức A thì nó sẽ gợi ý thêm là à, liên quan kiến thức A thì nó có kiến thức B, C hay không. À, tức là cái hệ thống nó tự gợi ý được cái việc đó, nó có làm được cái chuyện đó hay không đấy. Thì không biết vậy lên đây có còn cái nhóm đó trên đây không nè? Dạ, con thưa thầy ạ. À, thì nó có còn làm được không? Dạ, hiện tại thì cái con bot nó thì nó trên dựa trên cái bộ data mà truyền vô theo hai cấp đó, thì một câu hỏi một câu trả lời, nên là nó chưa có cái truy vấn được mà theo cái kiến thức liên quan đó thầy. Tức là thật ra là để các bạn mà làm được cái đó là các bạn phải tổ chức cái sự tương quan, tức là các bạn phải bóc ra được cái kiến thức cụ thể cho nó, rồi sau đó các bạn làm mắc cái connection giữa cái quan hệ giữa giữa các cái kiến thức của mình trong đó, giống như trong cái mô hình mà trí thức quan hệ mà tôi nói vậy đó. Rồi sau đó các bạn mới đưa cái con chatbot này vào thì nó mới chạy, thì nó mới làm được, thì nó mới 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 mới, mới làm được cái chuyện đó ha. Ở đây thì các bạn làm thiết kế thì nó chạy thì tôi thấy là nó cũng đẹp đó, nhưng mà về gọi là cái tính năng mà thông minh đó, thì nó chưa thực sự là thông minh, nó chỉ vẫn làm ở cái mức mà nó khá là cơ bản, khá là đơn giản thôi, chứ nó chưa có đạt được cái yêu cầu mà tôi đưa ra đấy. Tuy nhiên là vẫn vẫn đánh giá là nhóm này là cũng chịu khó tìm hiểu thiết kế, cũng nói chung cũng làm chỉnh chu á ha, có điều là cái chất lượng thì nó chưa chưa đạt yêu cầu đấy. Cũng có cố gắng rồi. Ok rồi, Dạ nhóm thì kế đi. nhóm em bữa trước cũng có tạo cho nó, thay vì mình hỏi 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 trả lời hỏi trả lời, thì tụi em cũng có truyền vô cho nó một cái kiến kiến thức dựa trên cái câu mình đưa vào thầy, thì bot nó vẫn học được. Dạ, nhưng mà nó tại vì cái số lượng em thử nó chưa đủ lớn đó, nên là nó đưa ra kiến thức nó chưa có chuẩn, nên mà em không demo thầy ạ. Thì mình phải suy nghĩ cái chỗ đó để mình làm sao mà tăng cái chỗ lên, ví dụ mình huấn luyện nó hay là gì, mình training vậy, mình phải suy nghĩ cái giải pháp. Có thể em chưa làm được nhưng mà em phải đưa ra cái giải pháp mình sẽ làm như thế nào vân vân, để mình biết để có còn kết quả chưa ra được đến mức nào thì cũng được, không sao hết. Còn Dạ không dạ demo là coi như là không có, nói chung là tôi đã nói rồi, cái gì không có là không có, không có nói không có nghe là coi như là không có nha. dạ dạ Rồi cảm ơn tôi về giờ em muốn nói, gì cũng được mày, đúng thầy. không? Dạ Rồi thầy cảm ơn thầy. ok. Nhóm ba xong ha, đến nhóm hai nha. Nhóm hai Dạ thầy ơi, em nhóm em nhóm bốn thầy, em xin định bài trước. nhóm bốn rồi, ok. Em xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin đại diện nhóm của em là nhóm 4. Nhóm em gồm có ba bạn là Đỗ Anh Tuấn, em là Vũ Ngọc Hồng Phúc và Đặng Hồng Hạnh. Tụi em là sẽ trình bày về một cái hệ thống gọi là quản lý bất động sản. Thì về cái tổng quan bài báo cáo là gồm có 5 mục tiêu chính là giới thiệu về hệ thống, quá trình thực hiện, chức năng của hệ thống này và demo hệ thống, cuối cùng là kết luận. Thì em xin trình bày về phần giới thiệu hệ thống ha. Thì cái hệ thống mà tụi em đang thực hiện đó là cái hệ thống về cái quản lý bất động sản, tức là sẽ cung cấp những cái giải pháp về cái tìm kiếm và đăng bài bán cho những người mà có nhu cầu bán bất động sản, cũng như là sẽ kết nối lại với những người mà khách hàng có nhu cầu đang tìm kiếm mua bất động sản đó. Thì tại sao mà chúng em lại lựa chọn cái hệ thống này? Thì về cái tính thực tiễn của đề tài này rất là cao ha. Thì tại vì hiện tại trên thị trường là cũng có rất nhiều hệ thống tìm kiếm bất động sản rồi, nhưng mà khi mà tụi em thực hiện cái đề tài này sẽ có những cái tính năng nổi bật hơn những cái hệ thống trước đó, là sẽ trực quan hóa ở trên bản đồ, sẽ giúp người dùng tìm kiếm hệ thống bất động sản nhanh hơn và nó dễ dàng hơn và phát triển cơ hội kinh doanh, góp phần hiện đại hóa thị trường và cạnh tranh đổi mới với những hệ thống khác. Thì ý nghĩa của cái hệ thống mà tụi em đang thực hiện á, thì nó sẽ giúp là rất là tiết kiệm thời gian và công sức khi mà tìm kiếm, khi mà một cái người mua hàng có nhu cầu tìm kiếm mua một cái hệ thống bất động sản nào đó, sẽ mở rộng cái hướng tiếp cận nó đến với tất cả mọi người có thể truy cập dễ dàng. Đây là cái hệ thống mà khá là minh bạch và tin cậy, và hệ thống của tụi em cũng cung cấp những cái mà chức năng để mà hỗ trợ người quyết định đầu tư, tức là sẽ có những cái công cụ tính toán để cho người dùng là biết là có nên để đầu tư vào bất động sản này hay không, và kết nối với người mua và người bán, tức là sẽ tạo một cái môi trường trung gian
để cho người người mua thì có thể tìm kiếm được sản phẩm cần mua, và người bán thì cũng có thể đăng bài tìm kiếm, đăng bài và sẽ bán được cái bất động sản của mình và có thể quản lý được tài sản hiệu quả. Tức là có những người bán có rất là nhiều tài sản, thì họ có thể là tạo tạo nội dung và sẽ quản lý những cái tài sản đó hiệu quả trên cái trang web của tụi em luôn. Thì về cái quá trình thực hiện thì đầu tiên để mà thực hiện cái hệ thống website này thì tụi em sẽ phải lên kế hoạch và thiết kế, sẽ liệt kê là những cái tính năng cần có trong hệ thống, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế cái cơ sở dữ liệu, tạo những cái bảng dữ liệu database, ví dụ như là bảng người dùng, bảng bất động sản, bảng tin đăng. Thì nhóm tụi em đang thực hiện phát triển dựa trên môi trường là Node.js, Justify và dùng frontend là dùng Angular, và kết nối backend với lại Justify và MongoDB, phát triển frontend với Angular. Thì em xin phép là trình bày tiếp về cái chức năng của hệ thống của tụi em là có thể xem được danh sách bất động sản, là có thể theo dõi được là hình ảnh bất động sản và coi được là bất động sản đó thuộc là loại là bất động sản nào, ví dụ như là bất động sản thương mại, bất động sản nhà ở, hoặc là bất động sản công nghiệp, hoặc là bất động sản đất đai. Có thể coi được là mô tả của bất động sản đó và giá cả. Thì ở cái trang mà trang danh sách bất động sản thì tụi em có thực hiện cái tính năng như là tìm kiếm, có thể xem được là danh sách bất động sản cá nhân, lọc theo loại và sắp xếp theo là ví dụ như là sắp xếp theo giá tiền mới nhất ngày public chẳng hạn như vậy. Đây là cái kết quả tìm kiếm khi mà tụi em nhập từ khóa là nhà thì sẽ ra những kết quả như vậy. Thì mình cũng có thể tạo mới bằng cách là thêm nhấn nút tạo bất động sản. Thì ngoài ra là tụi em có thể cho phép người dùng là xem danh sách bất động sản ở trên bản đồ trực quan hóa, và có thể là coi được tìm nhanh bằng cách là nhập từ khóa là theo vị trí, ví dụ như là thành phố nào, quận nào thì có thể nhập ở đây ha. Để xem được chi tiết bất động sản thì người dùng sẽ bấm vào xem chi tiết. Thì ở tại trang chi tiết bất động sản thì mọi người có thể thấy được là hình ảnh về bất động sản đó, cái mô tả, các tính năng nổi bật của bất động sản, cái địa chỉ chính xác của cái bất động sản đó và cái giá của bất động sản. Ngoài ra thì mình cũng có thể là gửi cái câu hỏi đến người bán bằng cái form bên dưới của cái chi tiết bất động sản đó luôn, có thể là ghi tiêu đề là muốn liên hệ bất động sản đó và ghi cái email của cái bản thân của mình ha. Thì lúc đó là người nhận, người mà chủ sở hữu của bất động sản đó sẽ liên hệ lại với mình. Ngoài ra thì website có cái tính năng là đăng nhập và đăng ký. Em xin phép đi nhanh phần này để em sẽ demo cái chức năng của hệ thống em luôn. Thì đây là giới thiệu với thầy và các bạn, đây là cái trang web của nhóm tụi em đã thực hiện. Thì mình có thể xem được trực quan hóa các bất động sản của mình ở trên bản đồ. Ví dụ giống như là em đang xem bản đồ ở đường Trần Phú, quận 5, thì ở đây em thấy là mình đang, tại vì em đang set up hệ thống là đang có những cái bất động sản như thế này, thì mình có thể xem chi tiết là cái vị trí này là nó sẽ, ví dụ như có một cái tòa nhà cho thuê, mình có thể xem được cái phần chi tiết của cái tòa nhà này, là mình sẽ xem được là tên của tòa nhà, và có thể xem được mô tả tính năng và địa chỉ của cái tòa nhà này và giá. Ngoài ra là trong cái phần danh sách này tụi em có thể là search, ví dụ như là nhà thì nó sẽ ra cái kết quả là nhà. Đây là do là em tại cái tài khoản này em đã đăng nhập rồi thì nó đang có sở hữu hai cái tài sản này, thì nó sẽ đánh dấu là đây là tài sản sở hữu ha. Thì em bật cái tính năng bất động sản cá nhân lên thì sẽ xem được là chỉ có xem được những cái bất động sản nào của thuộc của bản thân mình thôi, và mình có thể sắp xếp theo loại, sắp xếp theo loại là ví dụ như là bất động sản đó là bất động sản của nhà ở, thì là dân cư, thì mình sẽ xem được là đây là những cái bất động sản nhà ở ha. Thì ngoài ra nếu như mà chỉ muốn mua tìm mua đất chẳng hạn thì mình sẽ nhập vào là đất, thì mình sẽ thấy được là
Đây là những cái bất động sản là đất đai. Mình cũng có thể là sắp xếp theo giá tiền và sắp xếp theo tên. Đây. Về cái phần tiếp theo ông trình bày là cái phần nên mọi người cũng có thể theo dõi là ở kế bên mỗi cái chi tiết bất động sản là mình sẽ thấy được cái tiền trả mỗi tháng. Vậy thì cái phần này là gì? Thì em sẽ trình bày về cái phần này ha. Thì cái phần này tức là một cái phần để mà mình tính toán được cái khoản vay mà mình có thể ước lượng được là bản thân mình có thể chi trả cho cái bất động sản đó hay không. Ví dụ như là mình đang có mua một cái bất động sản, ví dụ như là căn hộ đó là 3 tỷ đi, thì mình đang có khoản trả trước là khoảng 1 tỷ, chỉ có 1 tỷ thôi, thì lúc này mình sẽ nhập vào 1 tỷ. Thì lãi suất hiện tại của ngân hàng là khoảng 8% đến 10%, thì em ở đây em ví dụ nhập là 8%. Và thường là thời hạn cho vay đó là em tìm hiểu là 25 năm, thì ở đây em ví dụ như là cho vay là em điền là 20 năm chẳng hạn. Thì lúc này tương ứng với lại cái số tiền mỗi tháng mà mình phải chi trả cho cái bất động sản này thì là khoảng nằm ở là khoảng 16.728.000 đồng. Thì cái số tiền này nếu như mà mình gom lại mình trả trong vòng khoảng 20 năm á, thì cái số tiền tổng thanh toán là mình phải trả là khoảng 4 tỷ 14 triệu này. Thì ở đây em có một cái công cụ trực quan hóa để mà thấy được cái số tiền gốc và cái số tiền lãi mà mình phải đóng theo từng thời giai đoạn ha. Ví dụ như là ngày hôm nay là ngày 25 tháng 5 2024, mình bắt đầu mình mua cái bất động sản đó đi, thì mình thời hạn hồi nãy em setting ở trên là 20 năm, thì bên dưới là em sẽ tương ứng với lại 20 năm là nó sẽ ra là khoảng năm 2024, năm 2044 thì nó sẽ là hoàn tất cái việc chi trả bất động sản này. Thì tại ở mỗi giai đoạn á thì mình sẽ xem xét được là cái số gốc còn lại và cái số tiền lãi tương ứng với lại mỗi giai đoạn đó để mình có thể cân nhắc là còn bao nhiêu để mình xem xét nó có phù hợp với lại cái túi tiền của mình hay không ha. Thì ngoài ra thì cái website của tụi em là nó sẽ có thêm những cái tính năng như là chuyển đổi chủ đề, ví dụ như là chủ đề tối, chủ đề sáng, hoặc là chọn được cái tọa độ thay đổi mặc định của cái bản đồ mà mình xem ban đầu ha. Ngoài ra thì em ở đây em có tính năng về đăng nhập, ví dụ như em có một cái tài khoản như vậy thì em có thể là đăng nhập vào thì có thể xem được là xem được cái danh sách yêu cầu của các bạn, danh sách yêu cầu tức là những cái mail mà mình đã gửi cho những người bán hoặc là mình nhận được từ những cái người mà muốn liên hệ bất động sản với mình ha. Ngoài ra thì em ở đây em có cái về có giới thiệu cái website là chi tiết là cái website này có thể là thực hiện được là những tính năng gì, ví dụ như là kết nối mọi người mua bất động sản hoặc bán bất động sản. Em cũng có cái form liên hệ. Em xin trình bày tiếp về cái phần kiến nghị thì kết phần kết luận thì kết luận hệ thống là nhóm tụi em đã thiết kế được một cái website đơn giản và dễ sử dụng đối với người mới và có thể chức năng tìm kiếm và có thể lọc và sắp xếp dễ dàng tìm kiếm hơn và quản lý được cái tin đăng hiệu quả. Thì ở cái cải tiến chức năng thì có thể là thêm những cái tính năng nâng cao như là trường học, bệnh viện, những tiện ích xung quanh và nâng cao được cải thiện người dùng. Và có thể mở rộng là tính năng đa ngôn ngữ và có thể tích hợp chatbot nếu như mà muốn phát triển thêm hệ thống này. Và nếu như mà có thể là nếu mà muốn phát triển hơn thì là sẽ tiếp cận về chiến lược tiếp thị số. Tiếp tục phát triển và nâng cấp hệ thống để mà đưa ra những cái phiên bản tốt hơn. Em xin hết ạ. Nhóm này trình bày tốt quá, vừa đúng 10 phút luôn đó. Dạ em có canh giờ. Nói chung là nhóm này là làm nói chung nhóm này làm đề tài là tốt nè, làm tốt như hôm bữa không chịu đòi nổi à. Dạ tại vì em còn toàn nên là em sợ là làm không tốt lắm nên là em sợ nên là em mới hỏi ý thầy. Nhóm này làm tốt mà đúng không, chịu khó làm chứ. Các bạn làm mà hiện nay các bạn làm là ở cái mức là xử lý dữ liệu và các bạn tổ chức dữ liệu, các bạn trực quan hóa, các bạn làm nói chung là các bạn hiểu cái cách để mà mình
gọi là chơi với dữ liệu như thế nào, và các bạn hiểu hiểu được cách đó. Sau này thí dụ như các bạn muốn phát triển tiếp cái loại đề tài, cái dạng đề tài này, thì nó sẽ có nhiều cái hướng. Thí dụ như là để làm luận văn á, thí dụ như là hướng là mình phân tích dữ liệu đó như thế nào, đưa cái tri thức này vào, giống như bữa tôi nói mình đưa tri thức vào, tức là mình sẽ cá nhân hóa cái việc tìm kiếm cái loại hệ thống đó. Đó, tức là nó sẽ phụ thuộc khi mà một cái người dùng họ nhập cái thông tin họ vào, thì mình sẽ biết được rằng là cái với cái thông tin đó thì họ sẽ cần những cái sản phẩm nào. Đó là cái việc rồi là mình phân tích cái hành vi á, thì để phân tích được hành vi thì mình phải làm một cái động tác là mình đi khảo sát đánh giá những cái hành vi, những cái tác động đến cái quyết định mua bất động sản của từng cái nhóm khách hàng, thì dựa trên đó là mình mới tiến hành, mình mới số hóa những cái loại hành vi đó, mình đưa lên hệ thống và hệ thống sẽ giúp mình tìm kiếm, nâng cao thông minh hơn. Thì hiện nay ở đây các bạn làm được khá khá là nhiều những cái tính năng nó riêng lẻ rời rạc. Các bạn làm được cái đó sao cái vào phát triển mình sẽ tổ hợp lại cái đó, nó để thành cái hệ thống tương đối hoàn chỉnh, nó đầy đủ các cái chức năng, và đặc biệt là nó có khả năng tìm kiếm thông minh nó mạnh mẽ hơn đấy. Thì nếu mà cái nhóm mình là thích muốn làm về cái món này thì có thể tiếp tục làm việc với tôi, phát triển tiếp cái món này. Thì nhóm mình làm tốt nè thì cố gắng làm phát triển đấy. Dạ, dạ em cảm ơn thầy Ừ, nhóm mình làm tốt nè, trình bày ngắn Dạ, cảm gọn ơn vậy thầy. cho tôi nghe rồi rồi đấy, ok rồi. Rồi nhóm 2 đi. Nếu em sẽ được trình bày, để em xem màn hình thầy. Dạ, thầy có các bạn đã thấy mặt của nhóm em chưa? Thấy rồi. Dạ, đợi em tí nữa. Dạ, chào thầy và các bạn. Thì hôm nay nhóm 2 xin được trình bày về cái đề tài là tăng cường khả năng của hệ thống hỗ trợ giải bài tập thông qua việc kết hợp tri thức và LLMS trong các dạng bài toán về toán rời rạc. Thì nhóm em có 3 thành viên, em, bạn Khuê và bạn Ngân. Alo, thầy có nghe em nói không thầy? Nghe nghe em nói đi, tôi nghe, buổi nào nghe mà. Dạ, thầy đợi em xíu tại vì để em kêu bạn chuyển slide. Dạ, về phần nhóm em chia thành 4 phần. Phần đầu tiên sẽ là phần giới thiệu. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu về cái đặt vấn đề trước. Thì trong thời đại hiện nay thì cái việc hỗ trợ học tập thông qua các hệ thống tự động thì ngày càng phổ biến. Tuy nhiên là hệ thống giải bài tập vẫn còn gặp khó khăn trong cái việc là xử lý các dạng bài tập phức tạp và đặc biệt là môn toán rời rạc. Thì bằng cái việc kết hợp tri thức với chuyên môn với lại mô hình ngôn ngữ lớn như là LLMS thì có thể tăng cường khả năng hỗ trợ giải tập giải giải bài tập, ví dụ như là có thể giải hiệu quả hơn và chính xác hơn. Về mục tiêu nghiên cứu thì nhóm em là đưa ra 4 mục tiêu. Thứ nhất là đánh giá khả năng của LLMS trong việc tạo ra các câu hỏi và đề trắc nghiệm. Thứ hai là nghiên cứu các phương pháp về sự kết hợp tri thức giữa con người và khả năng của LLMS. Thứ ba là xác định những ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng LLMS trong thiết kế đề trắc nghiệm, và cuối cùng là đưa ra các giải pháp thích hợp trong cái việc kết hợp giữa LLMS trong việc giải bài tập. Về phạm vi nghiên cứu thì nhóm chúng em sẽ tập trung vào hai dạng bài tập cụ thể của toán rời rạc, đó là dạng bài toán liên quan về quan hệ và dạng bài toán liên quan về tổ hợp. Thì dạng đầu tiên là dạng bài toán liên quan về tổ hợp thì nhóm chúng em sẽ tập trung vào những bài là hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp và cái bài toán phân phối.
về quan hệ thì nhóm chúng em sẽ làm những đưa ra những dạng đề toán về xác định tính chất của quan hệ tương đương và lớp tương đương, quan hệ thứ tự. Thì mỗi dạng bài toán tổ hợp thì nhóm chúng em sẽ đưa ra là 10 15 dạng bài, còn dạng bài toán quan hệ thì nhóm chúng em đưa ra là 20 dạng bài. Thì lát thôi em sẽ trình bày cái cách mà nhóm em giải bài toán và cách của LMS giải bài toán. Về cơ sở lý thuyết thì cái này là giới thiệu tổng quan về LMS, đó là thì nhóm em sẽ đi nhanh cái phần này để lát hơi qua cái phần qua đi khoe về nguồn dữ liệu thì chúng em sẽ dựa trên các giáo trình, các sách về cái trong môn học toán rời rạc để lựa chọn các nguồn dữ liệu. Về thu thập dữ liệu thì các câu hỏi và bài tập sẽ được đảm bảo là đa dạng và phản ánh đầy đủ các khía cạnh của mỗi dạng bài tập. Về phần 4 thử nghiệm và kết quả thì chúng em sẽ dựa trên cái môi trường thử nghiệm đó là ChatGPT. Thì đầu tiên là dạng bài toán liên quan tới tổ hợp thì trong 15 câu của em thì trong 15 câu liên quan tới tổ hợp thì nó sẽ có là 12 câu này em để sai là 12 câu là ChatGPT làm đúng và 3 câu ChatGPT làm sai, trong đó thì sẽ có là một câu là sai về tính toán và 2 câu thì sẽ là sai về cách làm. Thì ở đây em có một bài toán là có 3 viên bi khác, 3 viên bi đen khác nhau, 4 viên bi đỏ khác nhau và 5 viên bi xanh khác nhau, thì hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp viên bi thành một dãy sao cho các viên bi cùng màu ở cạnh nhau. Thì cái cách làm đúng đó, thì sẽ là sắp xếp các viên bi lại, 3 viên là 3 dây thừa, 4 viên là 4 dây thừa và 5 viên là 5 dây thừa, sau đó nhân tất cả các kết quả lại với nhau thì sẽ ra được kết quả. Nhưng ChatGPT thì nó cũng làm cái kết quả của ChatGPT thì nó cũng làm tương tự giống cách của em, đó là nó lấy 3 dây thừa nhân 3 dây thừa nhân 4 dây thừa nhân 5 dây thừa lại, nhưng mà cái phép nhân của nó ra kết quả cuối cùng thì lại sai. Cái phép nhân của em tính ra được là 103.680 cách, nhưng mà ChatGPT nó lại ra là 17.280 cách. Thì cái cách để thì em có thử nghiệm trên ChatGPT là để sửa lại câu hỏi một tí xíu để nó có thể ấy lại, nhưng mà ChatGPT nó vẫn ra vẫn giải một cái cách khác nhưng mà nó vẫn ra kết quả là 17.280. Thì em mới thử nghiệm lại bằng cách là em hỏi nó là 6 nhân 24 nhân 120 thì sẽ ra một cái kết quả khác, thì lúc này thì ChatGPT sẽ sửa lại cái kết quả đúng. Về bài toán thứ hai là từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa mãn một số có 10 chữ số, trong đó chữ số 3 có mặt đúng 3 lần và các chữ số còn lại có mặt đúng một lần. Thì cái này em lựa chọn lúc đầu thì là em lựa chọn cách làm là chọn 7 số, trong đó là có trường hợp số 0 đứng đầu, sau đó em sẽ trừ đi cái trường hợp số 0 đứng đầu thì ra được kết quả. Nhưng mà ChatGPT thì nó lại làm ra nó lại khi mà em đưa cái đề bài cho ChatGPT làm á thì nó lại không có cái trường hợp đó là số 0 đứng đầu, nên là em chọn cách làm đúng đó là em chọn chỗ cho số 0 và chọn chỗ cho số 3, sau đó là hoán đổi 6 số còn lại thì kết quả sẽ ra là 544.320 cách. Thì khi mà ChatGPT nó làm thì nó lại nhầm lẫn ở chỗ đó là nó lấy 120 nhân cho 7 mũ 7 thay vì hoán đổi 7 7 chỗ thì là 7 dây thừa, nhưng mà ChatGPT nó nhầm lẫn là nó lấy 7 mũ 7 nên thành ra là kết quả nó bị sai. Sau đó là em mới thử một cách điều chỉnh lại câu hỏi cho ChatGPT làm đúng, đó là em sẽ
nói là giải bài tập, em sẽ phản hồi lại là giải bài toán hồi nãy với đề bài hồi nãy, nhưng mà em chỉ luôn cho cách làm đó là chọn chỗ cho không, chọn chỗ cho số 3 và sau đó hoán đổi 6 số còn lại thì nó sẽ ra luôn được cái kết quả đúng giống cái cách của em. Tại vì khi mà tại vì em có thử nghiệm cái bài toán này, nhưng mà hai cái dạng bài toán đều có hai trường hợp, đó là phải trừ cho cái trường hợp là số 0 đứng đầu thì ChatGPT nó lại không có hiểu được cái trường hợp đó là số số 0 phải trừ cho cái trường hợp số 0 đứng đầu, nên là nó không có ra được cái kết quả chính xác. Nên là em lựa chọn cái cách đó là sẽ chọn chỗ cho từng số và hoán đổi cái số còn lại thì nó ra được cái kết quả giống như là kết quả của em mong muốn. Tiếp theo là cái bài toán tương tự. Sau khi em điều chỉnh thì ChatGPT nó ra được cái kết quả đúng, và tiếp theo là cái bài toán cũng tương tự như bài toán hồi nãy, đó là từ các số hồi nãy luôn là 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa mãn là có 5 chữ số khác nhau, thì cái bài này cũng tương tự. Cái kết quả đúng thì em sẽ chia ra hai trường hợp, đó là em sẽ chọn chọn E bằng 0, sau đó là em chọn mấy số còn lại trong chọn ABCD trong 7 số còn lại. Và trường hợp 2 đó là vì E là số chẵn nên là em sẽ bỏ số 0 đi rồi thì nó sẽ còn là 2, 4, 6. Nên là em sẽ chọn E. Còn lại 2, 4, 6 thì sẽ có ba cách chọn. Sau đó là em chọn A và A bỏ đi trường hợp số 0 và BCD cũng tương tự. Thì sau khi mà cái bài toán này thì ChatGPT nó vẫn giải y chang như cách hồi nãy, là nó lấy số mũ trong nãy luôn. Thì cái bài toán này em cũng phải chỉnh sửa đưa cụ thể từng trường hợp thì nó mới hiệu chỉnh lại cái kết quả đúng. Và tiếp theo là về kết quả thử nghiệm trên dạng bài toán quan hệ, là bạn Ngân sẽ trình bày phần này. Dạ, đối với bài toán quan hệ thì em khảo sát trên là 18 cái câu khác nhau, thì trong đó có 12 câu làm đúng và 6 câu làm sai. Thì các cái lỗi sai của nó thì là do nó thiếu kiến thức, là nó nhìn nhận sai, hoặc là do nó thiếu trường hợp. Ví dụ như là đối với cái bài toán này thì nó bị, em đánh giá là nó bị thiếu kiến thức, là bởi vì là ở đây chúng ta có là xin. À, đối với trường hợp x bằng 0, tức là sin bình x, tức là sin bình của 0 thì nó sẽ là bằng 0 chứ không phải là bằng 1. Cho nên là sau khi em bổ sung kiến thức cho nó là sin 0 sẽ bằng 0, và em yêu cầu nó làm lại cái câu này thì nó sẽ làm, thì nó sẽ là làm đúng. À, rồi còn tiếp tục đối với câu sai là do nó nhìn nhận sai ở đây, tức là trong cái quan hệ này nó giải thích là không có đối xứng, là bởi vì nó thấy rằng cái cặp 23 thuộc R nhưng mà cặp 32 thì không thuộc R. Thì thực chất thì nó liệt kê ở đây thì cặp 32 là nó thuộc R, nhưng mà nó lại nhìn nhận sai, đó là 32 thì không thuộc R. Thì cho nên thì nếu như mình điều chỉnh lại, mình chỉ ra cho nó là 32 nó thuộc R thì nó sẽ làm đúng. Còn cái lỗi sai cuối cùng đó là thì hoặc là cái trường hợp này cũng như thế, là nó do nó nhìn nhận sai. Ví dụ như là ở cái cặp đây không có cặp AB và BC đồng thời cùng tồn tại trong cái quan hệ nên là không có bắc cầu, thì cái này là sai. Thì bởi vì là chúng ta có cái cặp là 23, thì chúng ta có thêm cái cặp đó là 34, thì từ hai cặp 23 và 34 mình có thể suy ra được cặp 24, thì nó hoàn toàn có quan hệ bắc cầu thì nó nhìn nhận sai. Còn cái nữa là nó là thiếu trường hợp. Thì ví dụ như là đối với là câu B, câu B là cái, thực ra câu B thì chúng ta có thể tách ra làm hai trường hợp, thì cho nên là mình có thể tổng cái quan hệ ở đây là 80, nhưng mà tại nó chỉ có làm một cái trường hợp là ra 20 quan hệ tương đương thôi, thì nó còn một cái trường hợp nữa sẽ ra được là 60 cái quan hệ tương đương, thì nó sẽ không có làm ra được cái trường hợp thứ hai, nó chỉ là một cái trường hợp thôi. Thì phần trình bày của nhóm em thì tới đây là hết.
Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Thì nhớ các bạn cũng có tìm hiểu, cũng có làm, tuy nhiên là cái việc mà tìm hiểu của các bạn á, là nó mang cái tính là, tức là các bạn trình bày á, nó mang cái tính là tính cá nhân, tức là gọi là cái tính riêng lẻ nhiều quá, và các bạn không có đưa ra được cái giải pháp cũng như là cái nhận định cụ thể về về các cái tính năng của các loại hệ thống này. Ví dụ như các bạn chỉ đưa ra với cái bài toán này nó đúng, bài toán này nó sai, bài toán này nó đúng, bài toán này nó sai á, thì như vậy á là mình chỉ mới đang làm cái mức là mình đang gọi là mình tìm thử nghiệm từng từng cái bài toán thôi, và mình chưa có, khi mà các bạn làm như vậy thì các bạn chưa có đưa ra được cái nhận định chung như vậy, cái điểm yếu nhất của nó là gì và cái cách khắc phục của nó ra sao. Và cái thí dụ như tôi nói, ví dụ như các bạn đưa ra là nó tính sai hay là nó chưa hiểu hay gì đó, như vậy cái cách của mình làm gì, cái quy trình của mình để mà mình giúp cho cái hệ thống nó tính đúng là gì. Các bạn phải suy nghĩ ở cái mức độ như vậy ha. Còn nếu ví dụ các bạn sửa cái bài này, các bạn sửa kiểu đó, nhưng mà do cho cái bài khác tôi sửa thì sao, em hiểu không? Ví dụ tôi cho cái bài khác tôi sửa như thế nào, thì ví dụ như là các bạn làm này mà nó bây giờ là đối với cái dạng toán này, thì dùng mình muốn sử dụng cái hệ thống này thì mình cần phải làm thực hiện qua các cái bước sau. Bước thứ nhất là làm này, nếu đúng thì ok, nếu sai thì làm sao biết nó đúng, làm sao biết nó sai, đúng không? Rồi nếu đúng thì làm gì đó, nếu sai làm gì đó. Giống như các bạn viết một cái thuật toán vậy đấy. Thì khi đó là có thể thuật toán của mình nó không chạy được mọi trường hợp, nhưng mà nó chạy được một cái nhóm nhỏ trường hợp nào đó, thì cái đó là mình mới mới gọi là mình làm một cái nghiên cứu hay này. Còn này các bạn chỉ mới làm một cái mức là, nếu bạn làm cái này là giống như các bạn làm một cái mức gọi là giống như tôi tìm hiểu về đề tài vậy đó. Ví dụ như bạn làm đề tài đó, bây giờ bạn chưa biết đề tài đó là gì, bạn đi tìm hiểu rồi xong, bạn chưa có giải quyết được gì hết trong cái đề tài này. Thì tôi cũng cũng ghi nhận là trong các bạn cũng có làm, có thử nghiệm, nhưng mà thực ra cái làm thử nghiệm của bạn mà làm mà trong vòng mấy tháng, cả tháng mấy tháng mình làm, chỉ làm được nhiêu đó, nó không phải, thì nó sẽ không có đạt được cái yêu cầu của cái này. Là các bước các bạn làm thì đúng, bước làm thì đúng, nhưng mà cái bước này nó chỉ là cái bước giống như là, giống như bữa tôi nói là cái bước là thu thập tri thức vậy thôi. Cái bước mà thu thập tri thức á, các bạn chỉ mới làm cái bước thu thập tri thức thôi, giống như cái bài tập vậy thôi chứ đâu phải cái đồ án môn học đâu. Đồ án môn học thì nó phải đòi hỏi các bạn phải làm nó kỹ hơn, sâu hơn, ra được những cái kết quả mà nó, ví dụ như ở đây bạn làm gì mấy dạng như vậy thì ok, bây giờ em sẽ đưa ra cái quy trình để em giải nhận biết, hoặc là giải một cái dạng nào đó, ví dụ dạng về quan hệ, thì ví dụ như đây cái quy trình để nhận biết cái tính chất phản xạ của cái quan hệ đó, cũng như là để cải thiện cái phản xạ của cái quan hệ đó. Đấy, mình đưa cái quy trình như vậy, bắt đầu mình từ từ mình làm tiếp nữa, thì khi đó nó mới là cái vấn đề là các bạn mới nghiên cứu vậy ha. Còn đây thì mấy cái này thì đương nhiên, những cái các bạn đang làm đây thì đương nhiên này, mình không cần làm thì mình cũng hình dung ra nó sẽ làm, nó sẽ là bị như thế nào đấy. Nên là nên là nói chung thì cái đề tài của các bạn thì hay, nhưng mà cái cách là của các bạn làm thì nó lại tức là cái kết quả của bạn làm á, tức là cái kết quả của bạn làm á, thì nó lại chưa 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 có đạt yêu cầu nha. Đấy, cái bước làm thì đương nhiên là nó theo theo đúng cái bước đó rồi, bước làm cái bạn bữa nay làm chính xác rồi, nhưng mà đối với cái yêu cầu của đồ án môn học mình là những cái bước này thì nó chưa đủ, nó chưa đủ. Đấy, có lẽ cái này thì chỉ cần ba đứa, thì chỉ cần ba đứa làm trong vòng khoảng 1 tuần là xong rồi, có cần quái gì đâu, phải làm cả tháng này. Đấy, ok rồi vậy Dạ, ha. thầy ạ. Rồi thì cái loại đề tài này nè, là tôi mong muốn là khi các bạn làm á, là các bạn phát hiện ra những cái yếu điểm của nó, và mình phải suy nghĩ các cái giải pháp, cái quy trình để mà mình cải thiện các cái kết quả của nó.
trong một cái mì nhỏ, kiến thức nào đó cũng được, một cái mì nhỏ nó cũng được ấy. Ví dụ như mà nãy chỗ của Hương trình bày ấy, ví dụ như mình cải tiến ở chỗ phép đếm thì như vậy, cái quy trình để mình cải thiện phép đếm thì như thế nào, cứ đếm rộng quá mình không biết đúng không, gì về phép đếm mà trong trường hợp là nó phải chọn số không, hoặc phép đếm trong trường hợp nó không cần chọn số không, ví dụ như vậy, cái kiểu là như vậy đó. Mình phải giới hạn nhỏ lại, mình càng giới hạn cụ thể thì mình sẽ tìm được cái giải pháp cho những cái bài toán đó. Để mình rồi với cái đó thì bắt đầu mình mới với cái giới hạn đó thì ok, em sẽ đưa ra cái quy trình để mà cải thiện cái tính năng của cái hệ thống đó. Không, ví dụ bây giờ một người nào vô vô xài hệ thống đó, ok cứ theo đó đi là nó sẽ tự động cải thiện cái chỗ đó. Rồi, ha, rồi ok. Nói chung thì nhóm các bạn nhóm lớp mình làm thì cũng tốt ha. Nhìn chung thì tổng thể nhóm mình là cũng tốt, đạt được có một, nhưng mà có một vài nhóm thì chưa có đầu tư nhiều, nói chung là chưa, theo tôi đánh giá là chưa có đầu tư nhiều vào trong cái kết quả của mình. Đấy. Do đó là các bạn cần phải xây dựng lại ha, xây dựng lại để mà gọi là gì ta, không có xây dựng lại để còn phải nghiên cứu sâu hơn. Có một số nhóm làm tốt, ví dụ nhóm số 1, nhóm số 4, hai nhóm đó tôi đánh giá là tốt. Nhóm số 3 thì cũng được, có điều là cái việc mà thu thập tri thức của các bạn hơi hơi yếu, các bạn làm thiết kế này nọ thì được. Rồi ok rồi ha. Các bạn nhớ nộp báo cáo lên nha. Hình như tôi cho các bạn ngày mấy ra nộp, không biết hết hạn chưa nữa, các bạn phải nộp nha. Cái dạng thứ nhất rồi. Cái dạng thứ hai là hôm bữa trước tôi có dặn rồi đó, không biết các bạn còn nhớ không, tức là